Đam mê bonsai xin mến chào các anh chị, đam mê yêu thích cây cảnh cây bonsai trên toàn quốc. Xin chúc cho các anh chị có nhiều niềm vui và sưu tầm được nhiều cây cảnh đẹp, cây bonsai mà mình ưng ý nhất. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2021, đam mê bonsai tiếp tục chia sẻ tại vườn mít Quảng và vườn kiểng An Quảng. Những clip series ngắn về các cây bonsai mà bác Quảng sưu tầm. Những cây này có những đặc điểm nổi bật. Bác Quảng cũng muốn chia sẻ, mời cô bác anh chị cùng theo dõi. Đây thì để tiết kiệm thời gian thì đam mê bonsai sẽ được lướt qua những phần không quan trọng lắm. Đế của cây mai này là 150 hết thước. Dạ rồi. Cây mai da xù xì quá đã. Cái eo của nó coi. Eo của nó được 70. Eo 70. Dạ. Cán rồng là 109. Cao chấp. Cao 70. 70. Này cây gián thú à bác. Cái mặt trên đây đẹp hơn. Dạ. Này thì kiếm sẹo rồi, chỉ còn một cái sẹo trên đây đang kéo. Này được bác Quảng nuôi 4 năm rồi. Này nuôi gò công nuôi hơi lâu. Mọi liên lạc giao dịch mọi người liên hệ qua số điện thoại của bác Quảng 0866293979. Dạ, xin được cảm ơn mọi người.